Xin chào các em. Hôm nay chúng ta đến chuỗi ngày mỗi ngày học vật lý cùng thầy NBT. Hãy like, ủng hộ kênh bằng cách subscribe, bấm nút chuông để xem nhiều video hơn. Tiếp theo thầy trả lời bài của bạn Phúc hỏi về bài sóng cơ. Tựa bài là sóng truyền với tốc độ là 6 mét trên giây giữa hai điểm O và M nằm trên một phương truyền sóng. Biết phương trình sóng tại điểm O là UO bằng 5 cos 4 pi t trừ pi trên 6 và tại M là 5 cos 4 pi t cộng pi trên 3. Xác định khoảng cách OM và chiều truyền sóng thì chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D. Thì bài này chúng ta chú ý là phương trình UO nó sẽ là trừ pi trên 6 nè, thấy không? Phương trình UM là cộng pi trên 3. Thì chúng ta nhìn đi, phi nào lớn phi nào? Phi O là trừ pi trên 6, phi M là cộng pi trên 3, thì là M sẽ lớn hơn O, nên là M sẽ sớm pha hơn O. Nhớ lại ha, phi M là cộng pi trên 3, phi O là trừ pi trên 6, thì M sẽ sớm pha hơn O. Một góc là delta phi, lấy lớn trừ nhỏ, pi trên 3 trừ cho trừ với trừ thành cộng pi trên 6, đã ra được là pi trên 2. Được chưa? Vậy M sẽ sớm pha hơn O, do đó sóng sẽ truyền từ M đến O. Sóng truyền từ M đến O, vậy đáp án sẽ rơi vô câu B hoặc câu D. Có delta M rồi, chúng ta tính lambda. Lambda bằng 2 pi V chia omega. 2 pi, V là 6 nè, omega là 4 pi, nhìn vô phương trình ha. Thì là sẽ ra được là 3. Có được delta phi, có được lambda, chúng ta tìm với công thức delta phi bằng 2 pi. 2 pi gì? Nhân OM là D chia lambda. 2 pi D chia lambda nè. Rồi delta phi là pi trên 2, chúng ta ráp pi trên 2 vô. 2 pi để lại, OM đang tìm nha. Lambda là 3. Từ đây chúng ta sẽ tính ra được OM ra là 0,75, vì đáp án sẽ là câu D. Rồi cảm ơn các em đã gửi bài cho thầy ha. Thì là giải đáp của thầy đến đây là hết. Rồi xin chào các em.